vừa rồi ấy là cái vấn đề là 46 chuyến bay của Trung Quốc xâm phạm vào cái vùng trời của vùng không phận của Việt Nam, của Sài Gòn đó, rất là nguy hiểm. Thế thì tình hình này, với cái tình hình như này thì rất có thể những cái thảm họa hàng không có thể bị xảy ra. Thì các bạn biết rằng là ngày mùng 1 tháng 8 46 chuyến bay theo như là cái thông báo của cái phía hàng không, cái ông cục hàng không Việt Nam ấy, ông ấy cho biết rằng là Trung Quốc đã thực hiện 46 chuyến bay vào vùng không có bay Hồ Chí Minh, là vùng FIR đó, để tới đảo đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Riêng sáng mùng 8 tháng 1 ấy, thì có 4 chuyến bay vào và ra khu vực không phận này đó. Và các cái máy bay của Trung Quốc đã bỏ qua tất cả các quy định, quy tắc của tổ chức dân dụng quốc tế ICAO đó, liên quan đến các hoạt động bay vào cái vùng thông báo bay mà do Việt Nam quản lý. Các bạn biết đấy, nó quá nguy hiểm đó. Tức là họ bay vào vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý, nhưng mà họ không nộp kế hoạch bay cho cơ sở cung cấp dịch vụ đó. Các cái dịch vụ không lưu liên quan của Việt Nam mà không thiết lập liên lạc với các cái trung tâm kiểm soát ở cái đường kiểm soát đường dài của Hồ Chí Minh đó. Thì cục trưởng cục hàng không của ta là khẳng định là vùng thông báo bay của Hồ Chí Minh là có những cái đường bay nhộn nhịp vào bậc nhất thế giới. Các bạn biết là cái đường bay của thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp nhất thế giới. Thế mà có những 46 chuyến bay của ông ấy bay lén, bay cắt ngang, cắt dọc, bay lung tung, quá nguy hiểm. Đó. Ở cái tổ chức ICAO thì có những quy định cụ thể, tức là khi máy bay mà bay vào vùng trời có kiểm soát ấy, thì đường hàng không phải gửi thông báo bay. Phải có những cái cung cấp các cái cơ sở và những cái dịch vụ không lưu, phải thông báo rồi phải báo về các cái tình hình này kia đấy, các cái quy tắc, các nguyên tắc đó. Thế nhưng mà bây giờ không bay như thế thì chết, bay như thế thì khác gì uy hiếp toàn bộ các cái máy bay mà đang bay ngang bay dọc ở Việt Nam đó. Các bạn hình dung là khi mà các bạn đang bay, các bạn đi máy bay Việt Nam Airlines hay là Việt Jetstar, các bạn đang bay trên bầu trời vào ban đêm mà nó có một chuyến bay của nó cắt ngang qua, không có thông báo gì cho hàng không, không có thông báo gì cho cái bộ phận cơ trưởng rồi cái bộ phận ở kiểm soát máy bay đang lái máy bay, thế thì chết, thì nguy hiểm quá, các gì là máy bay đâm vào cục sắt, nó đâm vào tên lửa đó. Thế thì ông, nhưng mà không phải là mới chỉ là một chuyến hay hai chuyến, mà đây nó lại là 46 chuyến. Không hiểu rằng là công quản lý theo kiểu gì đấy. Cục hàng không Việt Nam chỉ nói rằng là sẽ theo dõi sát đó, và làm việc với cái hiệp hội vận tải hàng không quốc tế đấy, IATA đó, các hãng hàng không và hiệp hội hàng không của Singapore, Philippines thì thông báo về cái tình hình mà vi phạm của Trung Quốc đấy. Cục hàng không Việt Nam thì cũng gửi các cái văn bản tới các cái nhà chức trách hàng không Trung Quốc để phản đối việc uy hiếp an toàn bay. Kinh khủng quá, thế này thì chết, công quản lý mà không lưu thế này thì có ngày công giết hết cả khách bay. Với khách bay bay từ Sài Gòn bay đi Hà Nội, bay từ trong nội địa bay đi quốc tế, từ quốc tế đến Việt Nam nhộn nhịp nhất khu vực. Các bạn biết rằng là cái khu vực không lưu của thành phố Hồ Chí Minh là nhộn nhịp nhất khu vực. Mắt thì hơi kém, nhộn nhịp nhất khu vực. Một ngày máy bay lên xuống và cái mật độ bay của chúng ta tương đối là nhiều. Thế nhưng mà bây giờ mà nó cứ tình trạng như này thì nó uy hiếp như thế này thì các cái tính mạng của các cái chuyến bay của các hành khách ở trong nước và nước ngoài đến bay trong không phận, trong cái khu vực không phận này thì lấy cái gì để đảm bảo rằng là nó không bị đối mặt với những cái rủi ro? Và ai là người chịu trách nhiệm quản lý không lưu này? Và theo luật pháp quốc tế, theo thông lệ về các luật pháp quốc tế của các quốc gia thì việc xử lý các cái tình huống này như thế nào?
Đó, chúng ta không để là tái diễn là đến tận 46 chuyến bay. 6 chuyến bay của nước ngoài của xâm phạm lãnh thổ mà uy hiếp tính mạng, uy hiếp cái về an toàn hàng không của chúng ta như thế được. Thế thì cái bộ phận mà quản lý không lưu rồi là Bộ Quốc phòng rồi những cái bộ phận phòng không không quân thì chúng ta quản lý như thế nào và theo thông lệ quốc tế chúng ta phải xử lý như nào? Và chúng ta để tái diễn nó quá lâu như vậy, quá nhiều như vậy. Một chuyến bay hải không tăng xâm phạm vùng trời thì đã là phải quá nguy hiểm rồi. Bây giờ lại 46 chuyến bay. Các bạn biết là 46 chuyến bay. Không thể chấp nhận được, đúng không? 46 chuyến không phải là một chuyến đâu. Quá kinh khủng. Bây giờ những bạn ở nước ngoài về đi bay về Việt Nam thì các bạn nghĩ gì khi mà cái tình trạng bị uy hiếp như thế, uy hiếp an toàn như thế, an toàn bay mà bị uy hiếp nghiêm trọng như vậy, các bạn nghĩ gì? Và các bạn ở trong nước ấy, các bạn bay thì các bạn có lo lắng gì không? Các bạn bay về ban đêm, bay Hà Nội Sài Gòn thì các bạn có lo lắng gì không? Đó, rồi không những là những hành khách bình thường mà những hành khách, những doanh nhân, rồi những nguyên thủ, đó, tướng tá bay trên không, nhưng mà cái đề chẳng may mà một chuyến bay đang bay thế mà bị nó bay lén, nó đâm ngang đâm dọc, nó cắt ngang cắt dọc đường bay thì cái thảm họa nó sẽ diễn ra như thế nào? Đó, hay là những cái chuyến bay mà chúng ta bị rơi ngoài biển cũng bị là nó xâm phạm và nó bay lén và nó cắt ngang và nó gây ra tai nạn mà chúng ta không điều tra và không công bố. Đó, 46 chuyến không phải ít đâu. Thế thì đó, các bạn xem là những cái thông lệ quốc tế các bạn có thể trao đổi trên đây. Những cái ai mà làm trong những cái ngành này, các bạn làm hàng không ở các hãng hàng không và các bạn là quản lý về không lưu, các bạn có thể trao đổi, các bạn có thể comment để đưa ra những cái chuẩn mực để các bạn là bạn đọc và các bạn xem chúng ta hiểu những cái chuẩn mực và những cái quy định, những cái thông lệ về luật pháp, thông lệ về hàng không và những cái thông lệ về xử lý những cái chế tài, có những chế tài mà xử lý những cái vi phạm, những cái xâm phạm hàng không. Ví dụ là xem như là cái trường hợp mà Thổ và Nga đó, các bạn xem được một máy bay mà xâm phạm vào cái vùng không phận thì có thể bị bắn hạ đó. Sau khi các thông báo từ quản lý không lưu dưới mặt đất mà anh xâm phạm, anh không chuyển hướng ngay, anh không thay đổi hướng bay và anh không có những cái trả lời rõ ràng ấy, thì anh có thể bị bắn hạ. Đó là những cái thông lệ như thế. Thế thì chúng ta là một quốc gia có chủ quyền và cái tính mạng và cái sự an toàn bay của hàng triệu hành khách ở trên của các hãng hàng không của Việt Nam, Vietnam Airlines rồi Vietjet đó đang bị uy hiếp mà nhiều lần chứ không phải chỉ một lần, 46 lượt bay lén. Thế thì các bạn nghĩ xem là các bạn trong trường hợp mà máy bay nó bay lén thì nó gây ra những cái thảm họa, rơi máy bay, nổ máy bay, rồi gây ra cái tai nạn hàng không thảm khốc. Thì chúng ta cứ để tái diễn như này thì chắc chắn thì cái điều đó có thể ngay ngày mai hoặc ngay sau đây có thể xảy ra những cái thảm họa. Đó, ai là quản lý như thế? Thì trách nhiệm thuộc về ai? Ai là quản lý không lưu và ai quản lý những cái vụ việc mà những cái vấn đề an toàn này? Tại sao lại để cho một cái quốc gia có chủ quyền mà cái thông lệ và quốc tế rồi những cái chúng ta là thành viên Liên Hợp Quốc và thành viên các hãng không là nằm trong cái hiệp hội vận tải, chúng ta phải dùng những cái chế tài của các hiệp hội để mà xử lý chứ, tại sao lại để tái diễn nhiều lần như vậy? Một chuyến bay bị vi phạm đã là quá rồi, đã bay lén và phát hiện ra xâm phạm là quá rồi, phải đưa ngay ra tòa quốc tế, phải dùng chế tài ngay, phải có thông báo cảnh cáo và tuyên bố ngay. Đây là để ông để 46 chuyến bay, ông báu hoàng bay năm nay 60 mấy chuyến bay nhá, 60 mấy chuyến bay đi ngược đi xuôi khắp các vùng nhá. Ông nuôi cái hãng hàng không rất là béo, nhưng mà ông có biết là 46 chuyến bay lén của Trung Quốc là bay đi bay lại xâm phạm vùng trời của hàng không Việt Nam không, hàng không của Hồ Chí Minh không? Cái 46 chuyến bay đó nó xâm phạm mà nhớ nó bay ngang bay dọc mà cắt ngang cái đường bay của Việt Nam thì có phải là quá là thảm họa không? Đó, rất nguy hiểm. Đó, tôi chia sẻ những cái thông tin như vậy để các bạn trong chuyên môn, trong mảng chuyên môn về quản lý hàng không, về quản lý không lưu, các bạn có thể chia sẻ comment và đưa ra những cái chuẩn mực, đưa ra những cái thông lệ và ở các hãng, ở các quốc gia khác và quốc tế đó để chúng ta cũng tham khảo và có những cái chế tài, nó tạo những
phải có tạo những sức ép để chế tài để được áp dụng đấy chứ. Tại sao lại để không lưu của quốc gia mà để quản lý như thế được? Vâng, đó, chia sẻ với các bạn trong lúc mà uống cà phê thì có những cái tin rất là nóng. Thực ra đó là những cái dự báo cho những cái thảm họa. Nó đúng là như vậy. Nếu mà chúng ta không chấn chỉnh, không nhanh, xử lý kịp thời, không chấm dứt thì những cái thảm họa có thể xảy ra ngay sau đây, ngay hôm nay, ngay ngày mai. Đó. Chứ đừng nói đến lúc mà rơi đâm đụng máy bay sợ ở trên bầu trời để nói là sự cố rồi này kia. Đó, vâng. Xin chào các bạn, tôi sẽ quay trở lại với các bạn trong những cái clip khác. Và hôm nay thì quên mất cái tai nghe thì không mang. Và không biết có nghe, mọi người có nghe rõ không?